Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay Apple đã phát hành ra bản iOS 17.3 Beta 3 các bạn. Từng trước Apple phát hành ra bản Beta 2 nhưng mà bị lỗi treo logo nên Apple đã thu hồi nhưng mà điều đó cũng không làm chậm trễ những cái bản phát hành iOS của Apple. Hôm nay Apple đã phát hành bản Beta 3 cho chúng ta thì cái bản Beta 3 này nó có cái gì mới thì mời các bạn xem video. Trước khi đi vào những cái tính năng mới thì chúng ta cùng xem qua cái dung lượng cập nhật của cái bản Beta 3 này. Ở đây, cái dung lượng cập nhật của mình cập nhật từ cái phiên bản iOS 17.3 Beta 1 lên phiên bản 17.3 Beta 3 là 649,3 MB. Thì cái dung lượng này nếu mà bạn nào chưa có lên bản Beta 1 các bạn từ cái phiên bản iOS 17.1.2 mà các bạn lên thẳng luôn iOS 17.3 Beta 3 thì cái dung lượng nó sẽ cao nha các bạn đâu đó khoảng vài ghi á còn nếu mà các bạn từ bản beta 2 lên beta 3 có thể cái dung lượng này nó sẽ thấp hơn và cũng trong hôm nay có lẽ trong thời điểm mình ra mắt cái video này thì Apple đã phát hành ra bản public beta 3 rồi các bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi xem cái bản mã của phiên bản iOS 17.3 beta 3 này bằng cách vô phần cài đặt. Rồi, vô phần cài đặt chung, giới thiệu phiên bản iOS. Các bạn có thể thấy là cái phiên bản iOS 17.3 beta 3 này nó có cái bản mã là 21D. 5044A. Rồi, chữ cuối là chữ A. Cái vấn đề này thì một chút nữa mình sẽ nói ở phần cuối video ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái tính năng mới có trong cái phiên bản 17.3 beta 3 này. Đầu tiên là các bạn cũng bấm vô phần cài đặt. Rồi, kéo xuống phần file ID và mật mã, sau đó nhập mật mã vô các bạn. Rồi, sau khi các bạn đã truy cập được vào trong đây thì chúng ta kéo xuống dưới. Ở đây Apple vừa cập nhật lại một cái thay đổi nhỏ đó là ngôn ngữ cho cái tính năng bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp khi chúng ta bấm vô cái mục tắt tùy chọn bảo vệ thì nó sẽ hiện lên một cái pop up là yêu cầu trì hoãn bảo mật để thay đổi bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp Apple đã cập nhật lại à, cái ngôn ngữ để cho cái tính năng này nó dần dần hoàn thiện hơn và người dùng dễ hiểu hơn khi sử dụng cái tính năng này một cái tính năng mới nữa vừa được Apple cập nhật bổ sung cái ngôn ngữ đó là liên quan tới phần camera chúng ta bấm vô phần camera và ở đây mình sẽ xoay ngang mình tắt cái chế độ macro đi rồi tắt nó đi và mình sẽ dơ cao lên một chút xíu sau khi mình xoay ngang màn hình thì chúng ta có cái tính năng là bật cái à, chế độ quay video không gian lên ở đây mình bật chế độ quay video không gian lên thì các bạn thấy khi mình bật chế độ quay video không gian thì apple vừa cập nhật cho chúng ta một cái bản thông báo như thế này là video không gian cho apple vision pro hồi tưởng các kỷ niệm của bạn trong chế độ 3 chiều trên apple vision pro hoặc trong chế độ 2D trên iPhone để có kết quả tốt nhất, hãy giữ iPhone ở hướng ngang và ổn định khi ghi. Đó, thì cái Vision Pro này một chút mình sẽ thông tin thêm cho các bạn ở phần cuối video, nhưng mà giờ đây Apple đã cập nhật lại cái tính năng này nghiêm túc hơn trên cái iPhone 15 Pro Max này. Bằng cách là khi chúng ta bấm vô cái biểu tượng để quay video không gian thì Apple hiện lên một cái bảng thông báo như thế này cho người dùng dễ hiểu hơn Tiếp theo một cái tính năng mới nữa đó là khi các bạn bấm vô cái Apple Music cái phần nhạc của Apple rồi chúng ta bấm qua phần thư viện và chúng ta bấm qua phần play like click ở đây mình có một cái album mình đã tạo ra như thế này gọi là album cộng tác mình đã thêm người dùng vô trong phần cộng tác này luôn thì cái tính năng này á, ở trước đó ở trên cái bản iOS 17.2 thì Apple cũng đưa vô bản beta nhưng mà sau đó Apple loại bỏ đi nhưng mà hiện tại chúng ta đến bản iOS 17.3 beta 3 rồi Apple à, chưa có loại bỏ cái tính năng này mình nghĩ cái tính năng này nó sẽ chính thức được Apple thêm vô trên cái phiên bản iOS 17.3 này đó các bạn có thể thấy khi chúng ta à, mời một người khác cộng tác vô như thế này thì nó sẽ hiện một cái à, hình của bạn và người bạn mà các bạn mời vô cộng tác ở trong cái album này và cái người cộng tác cũng có thể thay đổi những cái bài hát trong đây hoặc là họ có thể xóa đi những cái bài hát này hoặc là sắp xếp lại thứ tự những cái bài hát trong cái phần album cộng tác này. Đó là một số tính năng cập nhật nhỏ trên cái phiên bản iOS 17.3 Beta 3 này. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau đi xem cái ghi chú phát hành của cái bản iOS 17.3 Beta 3 này khi mình bấm vô phần ghi chú phát hành. Thì ở đây Apple chỉ để có một dòng duy nhất cả các bạn để đây mình dịch sang tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu. Ở đây Apple chỉ để có một cái dòng là à, bộ dụng cụ cửa hàng. Các vấn đề đã được giải quyết. Đã giải quyết một vấn đề trong đó các ABI cung cấp giá trị giao dịch sẽ bất ngờ thất bại khi giá mua của giao dịch là một con số rất lớn. Dường như là cái bản Beta 3 này nó đã ổn định hơn rồi. Và Apple cũng không muốn cho chúng ta biết là Apple fit những cái lỗi gì trên cái bản iOS 17.3 Beta 3 này. Apple chỉ à, bổ sung vô một dòng duy nhất về cái vấn đề À, lỗi lớn đó là liên quan tới cái giao dịch sẽ thất bại bất ngờ nãy giờ là chúng ta đã điểm qua là những cái tính năng mới được bổ sung và cái phần ghi chú phát hành của cái bản 17.3 beta 3 này bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần lỗi thì cái lỗi đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho các bạn thì luôn luôn là như vậy cái lỗi nó tồn động từ cái phiên bản iOS 16 tới bây giờ là cái lỗi lắc thông báo các bạn có thể thấy lắc thông báo nó vẫn còn nhưng mà khá là kỳ lạ các bạn sau khi mình mới cập nhật lên á mình xài từ sáng giờ á, cái lắc thông báo này nó không có bị mà ngay cái thời điểm mà mình quay video này thì mình vuốt lên nó lại bị lắc. Các bạn có thể thấy là nó lắc như vậy đó. Vuốt xuống, vuốt lên. Rồi à, còn các bạn nào mà không có vuốt vô tình vuốt xuống như thế này á thì chắc chắn rồi nó sẽ không có bị lắc nha các bạn. Các bạn không có vuốt xuống thì nó không có lắc. Rồi một cái lỗi thứ hai nữa đó là nằm trong cái phần cài đặt mà mình gặp phải trên cái con iPhone 15 Pro Max của mình. Đó là cái lỗi hiển thị các bạn. Để mình kéo xuống từ từ cho các bạn xem ở dưới này mình kéo từ từ đây các bạn có thể thấy là cái app nhật ký của mình đó các bạn nó hiển thị cái dấu giống như mình xóa đi rồi đó các bạn có thể thấy lúc nãy là cái phần cái biểu tượng mà xóa ứng dụng này nè các bạn nó cũng tồn tại ở trên cái phần màn hình chính và thư viện ứng dụng nhưng mà giờ ngay cái thời điểm mình quay video này thì nó lại hết. Mình nghĩ là cái phần này nó bị lỗi tạm thời thôi các bạn. Cái biểu tượng icon của cái app nhật ký nó bị mắc nè. Mình nghĩ một chút hoặc là có khi chiều hoặc là ngày mai gì đó nó sẽ xuất hiện lại bình thường thôi, hoặc là sau khi mình khởi động lại nó sẽ xuất hiện lại bình thường. Khi mình cập nhật xong mình cũng chưa có khởi động lại máy luôn các bạn. Ngoài những cái tính năng mới đó ra thì à, mình xài từ sáng giờ mình thấy chơi cái tác dụng thông thường á thì nó cũng khá là mượt các bạn. Không có bị giật lắc hay bị gì hết nha. Nếu mà các bạn hỏi mình á có nên lên cái phiên bản OS 17.3 beta 3 này hay không thì thông thường á những cái bản OS beta 3 này nó sẽ ổn định hơn cái bản beta 2 và beta 1. Các bạn muốn lên á, những cái bạn nào mà chơi hệ public thì các bạn nên lên, nó cực kỳ an toàn. Cái bản public á thì nó an toàn hơn là các bạn lên cái bản develop nhưng mà hiện tại thì những cái bạn nào chơi cái phiên bản develop chơi cái phiên bản beta mình nghĩ các bạn cũng có thể lên để trải nghiệm nhưng mà các bạn trước khi lên thì nên sau lưu iCloud lại để đề phòng rủi ro giống như cái trường hợp mà cái bản beta 2 nó gây ra tình trạng treo logo thì các bạn nên sau lưu iCloud lại để đề phòng cái trường hợp đó ha về cái phần trải nghiệm tổng thể về mặt pin hay nhiệt độ thì mình thấy cũng bình thường với lại mình cũng mới lên ngày hôm nay mình chưa biết về phần pin hay nhiệt độ như thế nào thì phải xài dài ngày nữa thì mình mới xác định được cái phần pin với nhiệt độ nó như thế nào thì mình sẽ có cái bài đánh giá chi tiết cho các bạn về cái bản beta 3 này vào ngày chủ nhật đi nếu mà mình rảnh mình sẽ lên cái video còn bây giờ mình sẽ sâu cho các bạn xem cái tình trạng pin của máy mình hiện tại là cái dung lượng tối đa của cái con 15 Pro Max của mình vẫn là một phần trăm ha rồi mình bấm qua phần 10 ngày qua thì mình lên từ lúc sáng sớm sáng mình rút sạc vào lúc 4 giờ 33 phút sáng là mình đã lên cái bản iOS 17.3 beta 3 này rồi thì từ sáng giờ mình xài được 3 giờ 17 phút và 10 phút trên màn hình ở trên 15 Pro Max nó sẽ hiển thị là 10 phút nghỉ này các bạn đó mình bấm vô phần hoạt động là mình có gọi Zalo khá là nhiều nha các bạn mình gọi Zalo tầm khoảng 1 tiếng 42 phút và mình xài tiktok shopee rồi những cái linh tinh khác mình không có chơi game thì mình xài Tới thời điểm hiện tại là mình xài mắt hết 28% pin Mà mình xài được 3 tiếng Thì pin khá là trâu luôn các bạn Trên cái phiên bản iOS 17.3 Beta 3 này Tạm thời là như vậy ha Tiếp theo là tới cái điểm grid pen Để mình bấm vô phần điểm grid pen Mình chấm cái điểm grid pen cho các bạn xem Rồi à, sau 5 phút chúng ta ngồi chờ đợi Thì cái grid pen nó đã chấm điểm xong các bạn Ở đây các bạn có thể thấy là Điểm đơn nhân là 2805 Và điểm đa nhân là 6819 và mình bấm trở ra so sánh với cái phiên bản iOS 17.3 Beta 1 Thì cái điểm đơn nhân và cái điểm đa nhân trên cái phiên bản Beta 3 Nó thấp hơn một chút xíu so với cái phiên bản Beta 1 các bạn Thì cái chỉ số điểm này thì cũng chỉ để các bạn tham khảo thôi Nhưng mà mình sẽ chấm điểm lại vào Chủ nhật tới Sau khi mình làm cái video mình trải nghiệm cái phiên bản Beta 3 này sau vài ngày Rồi một chút thông tin thêm cho các bạn đó là liên quan tới cái Uh, apple Vision Pro khi các bạn truy cập trang web apple.com các bạn không chuyển qua cái trang web của Việt Nam nha các bạn mà các bạn để chính trang chủ của Apple luôn apple.com thì chúng ta có thể thấy ở đây là Apple Vision Pro Apple đã để một cái dòng chữ là các bạn có thể đặt hàng vào ngày 19 tháng 1 và nó sẽ có hàng vào ngày 2 tháng 2 tới đây. Đó, còn khi mà các bạn bấm chuyển sang cái trang Apple Việt Nam á, thì chúng ta sẽ không thấy cái dòng là Apple Vision Pro thông báo như thế này. Rồi, tiếp đến là mình sẽ quay lại cái bản mã này một chút xíu. Ở đây các bạn có thể thấy cái phiên bản beta 3 này chúng ta có cái bản mã là 21D5044A thì là chữ cuối cùng nó là chữ A thì có thể chúng ta vào tuần sau chúng ta sẽ có bản GC tức là vào ngày 17. 16 tới 17 là chúng ta có bản GC và chúng ta sẽ có bản iOS chính thức vào ngày 23 hoặc là 24, nhưng mà thông thường Apple sẽ phát hành vào ngày 23, tức là vào ngày thứ ba đó các bạn. Apple sẽ không có cái lý do gì để tuần sau Apple lại nghỉ tiếp một tuần nữa tại Apple đã vừa nghỉ lễ giáng sinh và nghỉ Tết dương lịch xong rồi. Thì theo lịch là tuần sau chúng ta sẽ có bản Gc và tuần sau nữa chúng ta sẽ có bản chính thức nha các bạn. Cụ thể là vào ngày 23 hoặc là ngày 24 chúng ta sẽ có bản iOS 17.3 chính thức. Rồi, đó là tất cả những gì có trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Các bạn đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhớ bật cái chuông nhỏ nhỏ để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.